Kênh TikTok này đang kiếm hơn 620.000 follower với hơn 14 triệu lượt like, cũng như là rất là nhiều video của họ đã tạo ra hàng triệu view ở trên channel TikTok của họ. Và chính xác ở trong video này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để có thể tạo ra được những video TikTok như thế này để các bạn có thể kiếm tiền ở trên TikTok, kiếm tiền ở trên YouTube Shorts và xây dựng những kênh channel Instagram chất lượng để bắt đầu kiếm tiền online. Các bạn có thể để ý thấy ở trong cái channel của TikTok này á, các bạn có thể truy cập vào channel này để tham khảo cái cách làm của họ các bạn nhé. Có thể để ý thấy là hầu hết cái dòng đọc ở trong mỗi cái video ở trên cái TikTok channel này ấy, thì họ sử dụng chung một cái dòng đọc là dòng đọc AI. Kèm theo đó là những cái hình ảnh footstep có sẵn và âm nhạc là âm nhạc trend. Thì chính xác ở trong video này tôi sẽ chỉ cho bạn 5 bước từ bước 1 cho đến bước số 5 để bạn có thể tạo ra được một cái video hoàn chỉnh, tạo ra được một cái kiểu video motivation như thế này để bạn có thể bắt đầu kiếm tiền ở trên online. Nếu các bạn thấy cái chủ đề video hôm nay là thú vị thì nhấn cho Thuat một like video, đăng ký kênh nếu như bạn là người mới để có thể xem những video mới nhất mỗi khi Thuat ra mắt các bạn nhé. Bước đầu tiên ở trong cái quy trình này đó chính là chúng ta sẽ tạo ra các cái kịch bản cho video short của chúng ta. Thì đây mình muốn là cái video TikTok của mình nó sẽ có những cái câu post là câu status đó các bạn, về chủ đề là motivation, và mình muốn sử dụng những cái câu này tối đa là từ 3 cho đến 4 câu ở trên mỗi cái kịch bản video short, và mình yêu cầu ChatGPT viết cho thật là dễ hiểu để khi mà người xem họ dễ dàng tiếp thu cái đoạn video ngắn của chúng ta đó các bạn. Và thêm nữa đó chính là mình muốn cái kịch bản của mình có cái độ dài video phải tối thiểu là 20 giây và đừng làm nó quá ngắn các bạn ha. Và ở trong cái ví dụ ở trong video này á thì chúng ta sẽ làm với 10 cái câu cost được chưa. Thì sau khi mà chúng ta cho ChatGPT nó làm cho chúng ta ấy, thì chúng ta đạt được những cái kết quả đó chính là 10 cái câu cost, và 10 câu cost này mình khá là hài lòng với nó. Ok, thì sau khi chúng ta đã có được câu cost rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành đến bước số 2, đó chính là ghi âm giọng nói. Thì ở trong phần này mình sẽ giới thiệu đến bạn một cái chương trình chuyển đổi text to speech, đó chính là ElevenLabs các bạn nhé. Việc đăng ký ElevenLabs cũng khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần có một cái Gmail hoặc là một cái email bất kỳ là chúng ta có thể đăng ký được cái tài khoản ElevenLabs rồi. Và việc sử dụng ElevenLabs ở trong một cái tài khoản miễn phí, chúng ta có 10.000 cái ký tự mỗi lần mà chúng ta sử dụng cái tài khoản miễn phí ở trên ElevenLabs, nên các bạn thoải mái yên tâm khi chúng ta sử dụng cái chương trình chuyển đổi text to speech này các bạn nhé. Ok, thì tiếp theo ở trong cái chương trình này á, chúng ta sẽ nhấp vào phần voice library hoặc là nhấp vào phần là add voice ở đây để chúng ta tìm ra được những cái đoạn voice mà chúng ta thấy rằng là chúng ta nghe nó sẽ có cái sức cuốn và tạo được động lực các bạn ha. Ở đây mình sẽ nhấp vào voice library. Ở phần này thì các bạn có thể search và nghe thử những đoạn voice. Ở đây mình đề xuất cho các bạn voice Adam các bạn nhé. Các bạn có thể nghe thử một cái đoạn voice Adam, ví dụ voice này đi. Nothing strengthens authority so much as silence. Men are disturbed not by things, but by the view which they take of them. It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Ok, thì sau khi mà chúng ta nghe thử rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Add to Voice Lab khi mà chúng ta chọn vào những cái voice mà chúng ta thấy phù hợp. Ở đây mình chọn vào Adam, Calm, Smart. Mình sẽ nhấn vào Add to Voice Lab. Và chúng ta nhấn vào Ask Voice. Ok, chúng ta nhấn vào Finish. Sau đó chúng ta nhập vào Voice Lab các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ tiến hành user cái voice này, tức là sử dụng cái voice này để chuyển đổi các bạn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ dán cái đoạn cost vào phần test này để tiến hành chuyển đổi thành voice các bạn nhé. Ok, sau đó chúng ta nhấn vào Generate. Success doesn't care if you had a tough start. What matters is how you finish. Your past doesn't define your future. It's time to rewrite your story. Rồi, sau khi mà đã chuyển đổi xong thì chúng ta sẽ nhấn vào nút download ở đây để tải về. Như vậy chúng ta đã có được đoạn voice cho cái kịch bản vừa rồi. Bước số 3 ở trong quy trình này đó chính là chúng ta sẽ đi tìm kiếm những video background hay là video footstep cho cái video short của chúng ta. Thì việc tìm kiếm video background cũng khá là đơn giản, chúng ta có thể truy cập vào PixaBay. Đây là nền tảng chia sẻ những cái hình ảnh hoặc là video miễn phí ở trên Internet. Bạn có thể nhấp vào tab video và nhấp vào motivation. Thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái đoạn video, những cái đoạn hình ảnh liên quan đến chủ đề là gì ạ? Tạo động lực. Hoặc trong video này thì Thuat sẽ hướng dẫn các bạn tìm kiếm những cái hình ảnh, những cái video ở trên kho giao diện và kho thư viện của Canva các bạn nhé. Ok, thì nếu như các bạn mà sử dụng trên Canva thì chúng ta cần phải có một cái tài khoản Canva Pro để các bạn bắt đầu tải những cái video về máy tính, được chưa? Thì ở đây các bạn chọn cái tỷ lệ khung hình là mobile video hay là tỷ lệ 9:16 khổ dọc của điện thoại các bạn nhé. Sau đó chúng ta nhấp vào tab video và chúng ta sẽ nhấp vào motivation, được chưa? Chúng ta có thể tìm kiếm những cái hình ảnh, những cái video full text liên quan đến chủ đề là gì ạ? Tạo động lực. Ok, ở đây mình sẽ tìm kiếm một vài hình ảnh và tải về các bạn nhé. Sau khi chúng ta đã có những cái video background, video full text cho cái video short chúng ta rồi thì chúng ta sẽ đến với bước số 4, đó chính là chúng ta tìm những cái bài nhạc motivation để chúng ta add vào video các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo ở trên YouTube với cái thư viện âm thanh ở trên YouTube đi, thì đấy chính là cái kho thư viện cả miễn phí và có ghi công ở trên YouTube. Bạn có thể search cụm từ là motivation music để có thể tìm ra những cái bản nhạc ở trên chính cái channel YouTube của các bạn. Cái này hoàn toàn là miễn phí và các bạn có thể tải về và add vào video nếu các bạn muốn kiếm tiền ở trên YouTube. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm những cái nhạc trend ở trên TikTok để chúng ta bắt đầu add vào video, chúng ta bắt đầu xây dựng những cái video ở trên TikTok. Thậm chí là các bạn có thể sử dụng cái nhạc ở trên TikTok, nhạc ở trên YouTube để các bạn có thể xây dựng những video up trên Instagram Reels, bởi vì ở trên Instagram Reels ấy thì nó không có quá nặng về bản quyền âm nhạc đó các bạn, nên các bạn có thể kiếm được tiền không phải thông qua cái việc là người ta xem video, mà các bạn kiếm được tiền từ những cái khoản tài trợ hoặc là những cái chương trình tiếp thị liên kết ở trên Instagram. Thì đấy chính là cái một trong những cách mà chúng ta tìm kiếm nhạc ở trên YouTube. Cách thứ hai đó chính là chúng ta có thể search ở trên trang chủ của YouTube, chúng ta sẽ search là music motivation no copyright các bạn nhé. Chúng ta sẽ search cái cụm từ này thì chúng ta sẽ thấy được là rất là nhiều cái bản nhạc liên quan đến motivation music ở trên YouTube và không có quy định bản quyền. Chúng ta có thể nhập vào và tải nó về để xây dựng nó ở trên Instagram hoặc là làm những video YouTube Short các bạn nhé. Ok, thì ở đây mình đã tải về một cái bài nhạc ở trên YouTube rồi và chúng ta sẽ đến với bước số 5, đó chính là chúng ta kết hợp voice, chúng ta kết hợp bài nhạc trend, chúng ta kết hợp những cái video full text vào để tạo ra được một cái video viral hoàn chỉnh các bạn nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ trộn hết tất cả những cái, thứ nhất là cái voice giọng đọc AI, các cái video full text và cái nhạc background của chúng ta vào và sử dụng chương trình CapCut để chỉnh sửa video các bạn ha. Ok, chúng ta sẽ sử dụng CapCut để chỉnh sửa video. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào import để add tất cả các file vào các bạn nhé. Rồi, chúng ta đã có tất cả các file. Bây giờ chúng ta sẽ đưa hết tất cả những cái video full text này xuống ở bên dưới cái timeline chính, được chưa? Rồi, chúng ta đã có video. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái đoạn voice vào đây các bạn nhé. Đấy chính là cái đoạn voice chúng ta này các bạn. Bây giờ các bạn có thể thấy được là đoạn voice chúng ta là kéo dài khoảng 10 giây các bạn, được chưa? Thì ở đây mình sẽ cho cái đoạn voice nó xuất phát chậm hơn so với cái đoạn nhạc nền, được chưa? Mình sẽ kéo cái đoạn nhạc nền xuống dưới này và chúng ta sẽ cấn cái đoạn nhạc nền này, chúng ta cho cái đoạn voice xuất hiện các bạn nhé. Mình sẽ cho cái đoạn nhạc nền chúng ta ở đây và chúng ta sẽ tạo ra cái cao trào khi mà chúng ta sử dụng cái đoạn voice này. Ở đây chúng ta sẽ có cái đoạn nhạc cao trào đó các bạn này, chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Đó chính là cái đoạn mà nhạc bùng nổ, khi mà người xem họ xem hết cái đoạn chorus của chúng ta rồi ấy, thì có một cái đoạn bùng nổ để kết thúc cái video. Nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng khi họ xem video tốt hơn các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ cắt nhạc ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ bật cái nhạc này lên. Rồi ở đấy thì mình sẽ cho nó nhạc này nó nhỏ lại một chút xíu nha các bạn, để cho nó nghe được cái dòng voice các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ giảm cái volume này một chút xíu này. Đó. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ kéo cho nó . Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cái video các bạn nhé, điều chỉnh cái video cho nó phù hợp với cái độ dài của cái đoạn nhạc nền ở bên dưới các bạn nhé. Ở đây mình sẽ rồi ở phần này là phần cao trào các bạn, thì ở chỗ này mình sẽ muốn tạo một cái hiệu ứng chuyển cái cảnh nó thật là ấn tượng luôn, thì mình sẽ vào check session đây các bạn, đây mình sẽ chọn vào cái hiệu ứng inhale này. Ok, chúng ta sẽ cùng xem lại các bạn nhé. Success doesn't care if you had a tough start. What matters is how you finish. Your past doesn't define your future. It's time to rewrite your story. Đấy. Các bạn có thể thấy được ở chỗ này nó giật nhưng mà hơi chậm một xíu, mình sẽ rơi nó rộng ra một chút xíu, chúng ta sẽ xem lại phần này. Chúng ta sẽ cho nó rộng ra một chút xíu nữa. Ok, thì để mà thêm caption đấy chúng ta sẽ tạm thời tắt cái nhạc này đi và tiến hành nhấp vào test và nhấn vào auto caption. Ở phần này chúng ta sẽ nhấn vào create để tạo ra caption cho cái video này các bạn nhé. Sau khi có caption rồi thì chúng ta sẽ chọn vào caption và đưa nó lên chỉnh sửa cái video này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào font để chỉnh sửa font cho caption này. Ở đây mình sẽ chọn là Mont Serrat. Rồi mình sẽ chọn cái kích cỡ chữ lớn hơn các bạn nhé. Rồi, ở đấy thì mình sẽ cuộn xuống và chọn vào shadow. Ở đấy các bạn có thể chọn độ hiệu ứng độ bóng cho cái chữ này để cho nó nổi bật ở trên cái nền của video các bạn ha. Tiếp theo nữa các bạn có thể chọn vào caption để chia cấu cho cái này. Rồi, ok. Chúng ta sẽ thấy được là những cái chữ nó đã vừa với khung hình, và mỗi cái đoạn như vậy nó sẽ có từ 2 cho đến 3 từ. Như vậy thì người xem họ sẽ dễ dàng đọc và lĩnh hội được cái cấu cost này hơn các bạn nhé. Tiếp theo sau khi mà chúng ta đã có được cái caption rồi, chúng ta cần phải chỉnh cái hiệu ứng màu cho cái video này. Bạn có thể thấy được ở trên channel TikTok này ấy, thì họ có cái hiệu ứng màu là gì ạ? Màu tối, được chưa? Màu tối và symmetric. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉnh màu ở trên CapCut luôn các bạn nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn vào cái video ở trên CapCut và tiến hành là chọn vào adjustment. Ở phần adjustment này nó sẽ có rất là nhiều cái bộ lọc để chúng ta chỉnh màu, thì mình sẽ chỉnh cái bộ lọc này ở đây các bạn nhé. Ok, sau khi chúng ta đã chỉnh xong cái bộ lọc cho từng video nhỏ ở trong cái video short của chúng ta rồi ấy, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại cái thành quả của chúng ta các bạn nhé. Success doesn't care if you had a tough start. What matters is how you finish. Your past doesn't define your future. It's time to rewrite your story. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái video với cái kiểu video là motivation này. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng nó để có thể đăng trên các cái phương tiện ví dụ như TikTok, Instagram Reels hoặc là YouTube Shorts. Và mình hy vọng là cái quy trình này nó đơn giản với các bạn và các bạn có thể follow theo kịp để có thể bắt đầu làm những video short viral tương tự như vậy. Và nếu như các bạn thấy cái video hay và hữu ích thì nhớ cho Thuật một like video, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất mỗi khi Thuật ra mắt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.